nuôi đường nhuệ tố bị bố nuôi bán đứng Khởi tố hai mẹ con túng tóc, cao cấu công an vì không được nhận tiền trợ cấp Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình chưa tốt nghiệp Đại học Đông Đô Nước bóng hiến đất làm đường để phân lô đất nông nghiệp Cảnh sát cùng người dân cứu 16 người kẹt trong đám cháy ở Tân Bình Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Dân Việt, cập nhật mới nhất về tình hình an ninh trật tự vừa qua. Huyền rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua, tòa nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa Tiến Trắng, tức Bùi Mạnh Tiến, sinh năm 1995 ở Vũ Thư, Thái Bình con nuôi của Đường Nhụy và đồng phạm ra xét xử tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, Tiến Trắng đã tố bố nuôi bán đứng mình ở phiên tòa sơ thẩm. Ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa Tiến Trắng, tức Bùi Mạnh Tiến, sinh năm 1995, Vũ Thư, Thái Bình và đồng phạm ra xét xử về tội, cố ý gây thương tích. Ngoài Tiến, 5 người khác cũng bị truy tố cùng tội danh nêu trên là Bùi Đình Phương Nam, sinh năm 1998, Trương Dương, Đông Hưng, Thái Bình, Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1992, Hợp Tiến, Đông Hưng, Phạm Văn Sáng, sinh năm 1991, ở Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình. Nguyễn Tuấn Long, sinh năm 1989, Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1995, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình. Nạn nhân cho vụ án là anh Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình, là lái xe. Vừa qua, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng NTH, sinh năm 1958, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, số tiền 12,5 triệu đồng. Cũng theo công an huyện Sơn Dương, NTH bị xử phạt về hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản đối với từng tên xuất bản phẩm. Quy định tài khoản 3, điều 29, Nghị định 119 2020 NDCP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trước đó vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, qua tin báo của người dân, công an huyện Sơn Dương phát hiện bà NTH có hành vi giới thiệu, tán phát các ấn phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, có nội dung tuyên truyền về pháp luân công cho ba người bán hàng tại khu vực chợ chiều thuộc tổ dân phố cơ quan thị trấn Sơn Dương. Công an huyện Sơn Dương đã tuyên truyền vận động ông NTD, sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, là chồng của bà NTH, tự nguyện giao nộp toàn bộ số tài liệu, đồ vật có nội dung về pháp luân công mà bà NTH tàng trữ tại nhà. Thưa quý vị, xuất phát từ việc không được nhận tiền trợ cấp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do không đúng đối tượng, một người phụ nữ và con gái đã la hét, hung hăng kéo áo, nắm tóc, cào cấu, làm hỏng bảng tên của cán bộ chiến sĩ công an. Vụ việc xảy ra tại Ủy ban nhân dân phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1966, Thái Kim Yến sinh năm 1994, con ruột của bà Bông, cùng thường trú tại quận Bình Thạnh về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 15 tháng 10, bà Bông và Yến đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua giả soát, đại diện chính quyền giải thích, bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định. Lúc này hai mẹ con bà Bông la hét, gây mất trật tự ở các khu vực phát tiền trợ cấp. Để đảm bảo trật tự, cán bộ chiến sĩ công an phường 6 quận 8 yêu cầu bà Bông và Yến không được gây rối, ảnh hưởng đến việc phát tiền trợ cấp cho người dân. Tuy nhiên cả hai không những không chấp hành mà còn hung hăng kéo áo, nắm tóc, cào cấu, làm hư hỏng bằng tên của cán bộ chiến sĩ công an. Sau đó lực lượng chức năng đã khống chế, đưa bà Bông và Yến đến trụ sở công an phường 6 quận 8. Tại cơ quan công an, bà Bông và Yến tiếp tục la hét, có thái độ không hợp tác. Hiện công an quận 8 đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc liên quan đến những lùm xùm xung quanh tấm bằng tốt nghiệp đại học, trường đại học Đông Đô mà ông Phùng Văn Chiến, viện trưởng viện quy hoạch xây dựng Thái Bình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đang sử dụng. Mới đây, phía Sở Xây dựng cho biết đã nhận được công văn trả lời của nhà trường. Công văn do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Tòng, hiệu trưởng nhà trường ký nêu rõ. Sau khi nhận được văn bản số 10 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về việc kiểm tra, xác minh thông tin đối với người được cấp bằng tốt nghiệp đại học của ông Phùng Văn Chiến, sinh ngày mùng 4 tháng 2 năm 1979, Trường Đại học Đông Đô đã có văn bản số 877 ngày 19 tháng 10 về việc trả lời xác minh bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Đông Đô. Theo như văn bản xác minh, nhà trường đã làm rõ thông tin, ông Phùng Văn Chiến không có tên trong sổ cấp phát bằng gốc lưu tại Trường Đại học Đông Đô. Cụ thể, ông Phùng Văn Chiến quy là sinh viên của trường nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cho nên chưa được cấp bằng theo quy định. Nhà trường không công nhận danh hiệu kiến trúc sư và chưa từng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Phùng Văn Chiến. Liên quan đến vụ việc này, giám đốc sở xây dựng đã yêu cầu ông Chiến làm giải trình. Đồng thời ông Chiến có trách nhiệm bàn giao tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và công việc đang quản lý thực hiện theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhuận, 25 tuổi, quê Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Nhuận khai nhận, Nhuận đã thông qua mạng xã hội giao bán kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các cơ sở y tế. Ngày 28 tháng 9, có người liên hệ với Nhuận để đặt hàng mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 với tổng giá trị hợp đồng là 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho để gửi cho đối tác. Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Nhuận không thực hiện giao hàng mà cắt liên lạc với bị hại. Số tiền 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt được, Nhuận chuyển liên tục qua nhiều tài khoản ngân hàng và sau đó rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác minh tin báo tội phạm do thanh tra tỉnh Lâm Đồng chuyển đến đối với một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Công an tỉnh Lâm Đồng bắt đầu khám nghiệm hiện trường vụ hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại phường Lộc Phát và xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc. Thời gian khám nghiệm dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày. Việc khám nghiệm hiện trường có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở xây dựng sở tài nguyên và môi trường sở giao thông vận tải sở nông nghiệp và phát triển nông thôn văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc cùng nhiều cá nhân liên quan trước đó thanh tra tỉnh lâm đồng đã kết luận nhiều hộ gia đình cá nhân lợi dụng việc hiến đất mở đường để hợp thừa tách thừa chuyển mục đích và phân lô nhằm mục đích chuyển nhượng để hưởng lợi nhưng không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan một số đối tượng môi giới bất động sản vẽ các khu đất này thành những dự án bất động sản quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm thu hút người mua lừa dối khách hàng. Bản chất của việc hiến đất nói trên chủ yếu để phân lô tách thửa phục vụ lợi ích cá nhân chứ không phải phục vụ lợi ích công cộng. Tình trạng phân lô đất nông nghiệp xây dựng các công trình giao thông với kết cấu bê tông nhựa bê tông xi măng xây vỉa hè dựng trụ điện làm thay đổi hiện trạng sử dụng có dấu hiệu hủy hoại tài nguyên đất. Thời gian gần đây cùng với việc thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hàng nghìn người lao động đã trở lại làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, một số đối tượng gia tăng hoạt động trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Cuối tháng 9 năm 2021, tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra liên tiếp 4 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân hầu hết là công nhân trong các công ty, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện hai nhóm đối tượng nghi vấn, tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng xác định Nguyễn Công Hậu và Ma Công Dương gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, Mai Thanh Hải gây ra một vụ cướp tài sản tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, từ 31 tháng 8 năm 2021 đến 23 tháng 9 năm 2021, hai đối tượng đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản, một vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn Định Hóa, Phú Lương, Thái Nguyên, Phổ Yên. Cũng liên quan đến địa bàn khu công nghiệp, công an thành phố Sông Công vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng 450 triệu đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Stress, khu công nghiệp Công Công 1. Theo thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn Stress cung cấp, qua kiểm kê tài sản trong thời gian từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình, linh kiện điện thoại, gây thiệt hại lớn cho công ty. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng là người quản lý và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Stress gồm Trần Anh Tú, trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng, Nguyễn Tất Bình và Nguyễn Thị Tuyết Mai, chủ nhiệm sản xuất của xưởng 2, Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Trang là nhân viên của công ty. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản với số lượng là 474 màn hình điện thoại các loại, tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng. Vụ án trên cũng chỉ là 1 trên 12 vụ trộm cắp tài sản mà công an thành phố Sông Công triệt phá từ đầu năm 2021 đến nay. Qua những vụ án trên cho thấy, tội phạm xâm phạm sở hữu đã có dấu hiệu dịch chuyển trở lại địa bàn, khu cụm công nghiệp. Để giảm thiểu những vụ việc và thiệt hại có thể xảy ra tại địa bàn khu cụ công nghiệp, sớm phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động có các phương án quản lý, bảo vệ tài sản, tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra, làm rõ các vụ án. Thưa quý vị, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, một chiếc xe chở phạm nhân biển của công an thành phố Hồ Chí Minh đang chạy trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì bất ngờ bốc cháy vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, chiếc xe chở phạm nhân biển số 50CD00018 của cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang chạy trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Khi xe chỉ cách nhà tạm giữ công an quận 12 chừng 100m thì bất ngờ bốc cháy. Theo người dân, có một người mặc sắc phục công an từ trên xe thoát ra ngoài. Người dân và lực lượng chức năng phối hợp huy động phương tiện tiếp cận khống chế đám cháy sau đó. Chiếc xe chở phạm màu trắng bị cháy gần như rụi cả cabin, kính chắn gió vỡ, buồng phạm nhân phía sau cũng được mở cửa. Bên cánh cửa xe có ghi chữ phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận 12 sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Thưa quý vị, vào chiều ngày 25 tháng 10, người dân sống gần căn nhà một trệt, 4 lầu ở số 358 đường Cộng Hòa, phường 13 quận Tân Bình, phát hiện khói lửa bùng lên từ địa chỉ này nên hô hoán. Gia định có người mắc kẹt bên trong, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng hướng dẫn cho người dân thoát ra ngoài, dùng thang để tiếp cận, giải cứu người từ tầng cao xuống đất để an toàn. Lãnh đạo quận Tân Bình cho hay, vụ cháy xảy ra tại lầu 1, phòng trọ. Cảnh sát đã cứu được 16 người bị kẹt tại các lầu trên có một người nhảy lầu xuống đất bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 19 của ngày, tại địa chỉ số 358 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo cháy tại căn nhà trên. Lập tức, đơn vị huy động đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tân Bình, quận Tân Phú, quận 11 với tổng cộng 11 xe chữa cháy cùng 67 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ chữa cháy xác định có người mắc kẹt bên trong, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận hướng dẫn cho người dân thoát ra ngoài, sử dụng thang để giải cứu người dân bị kẹt từ tầng cao xuống đất an toàn. Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt sau đó. Tại hiện trường, căn nhà cháy gồm một trệt, bốn lầu, mặt tiền phía trước cho thuê để bán quần áo, mặt tiền phía sau hẻm cho thuê làm nhà trọ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.